Trước cho anh số tiền là 50 triệu ha. Dạ. Này, số tiền là 50 triệu em gửi trước cho anh nè. Dạ, anh nhận. Rồi. Là để anh chi tiêu trước cái vật tư như sắt thép rồi sàn cát gì đó ha. Dạ. Quý vị và các bạn cho Phi quảng cáo về nha nha. Hôm nay Phi tiếp tục bán sản phẩm mật ong rừng tự nhiên nguyên chất 100%. Mật ong được người đồng bào dân tộc lấy trực tiếp từ cánh rừng nguyên sinh của vùng núi rừng Quảng Nam nên chất lượng rất tốt. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mật ong giả, mật ong nuôi, mật ong pha nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là có chú anh chị đang mắc bệnh và cần mật ong thật để làm thuốc chữa bệnh. Quý vị tin tưởng có thể liên hệ Phi qua số điện thoại 0905 018 840 để đặt mua và ủng hộ Phi có thêm một phần chi phí. Phi sẽ ship tận nơi từ Bắc vào Nam. Phi xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục xem clip. Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Mộc Chân. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Phi có một cái tin vui muốn gửi đến quý vị là hôm nay là cái ngày làm móng cho cái nhà của chị Lệ. Cái hoàn cảnh của chị Lệ thì Phi có chia sẻ là chị bị tật nguyền, lúc nhỏ quý vị. Thì chị đi hát rong khắp nơi, cái bản thân của chị tật nguyền nhưng mà chị vẫn lượm nuôi hai đứa con. Đó, chị nhặt được hai đứa con, một đứa là chị sinh của một em sinh viên ở ngoài Bắc, còn một đứa là chị lượm được ở Đà Nẵng quý vị. Thì bản thân của chị tật nguyền nhưng mà chị vẫn có cái tấm lòng cưu mang những đứa trẻ không cha mẹ. Thì thấy được cái hoàn cảnh của chị khó khăn cũng như là cái tấm lòng bao la của chị, nên anh Bình ở Thụy Sĩ ảnh có giúp cho chị một cái căn nhà quý vị. Thì hôm nay là ngày làm móng cho cái căn nhà của chị. Phi cũng đến đây để coi thử cái công trình như thế nào, với lại tiện thể là mình làm việc với đội thợ xem thử họ làm như thế nào nha. Quý vị cũng thấy là sắt là thép là cũng xi măng, các sàn là cũng trở về đầy đủ rồi. Quý vị cùng Phi đi vào bên trong nha. Dạ chào ông nha. À, ông khỏe không? Dạ cũng khỏe. Khỏe hả? Đây là cha của chị Lệ quý vị. Ông cũng 90 tuổi rồi, nhưng mà ông cũng có một cái sức khỏe rất là tốt. Và vừa lúc trước là chân của ông cũng bị phù nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi. Dạ đỡ rồi phải không? Dạ. Dạ. Ông 90 tuổi rất là tốt. Đây là ba đứa con của chị Lệ, đứa con gái út của chị đây quý vị, đây là đứa mà chị tự túc, còn hai đứa này là chị xin nuôi đây. Chào chú Phi chưa? Chào chú Phi. Rồi. Chào chú Phi. Rồi chào chị. Chào chú Phi. Dạ. Chào anh nha. Dạ chào anh. Rồi hôm nay em đến đây làm việc với anh em trong đội thợ thi công cái nhà của chị Lệ nha. Dạ. Rồi. Rồi, mời chị Lệ đi. Đây là cái bản vẽ nhà của chị đúng rồi. Không? Tổng chiều dài nhà của cô là 16 mét 2 này. 16 mét 2. Tổng chiều dài. Tổng chiều dài là 16 mét 2 hả? Rồi. Tổng chiều ngang nhà cô phổ bì 5 mét nè. 5 mét. Tổng trụ của cô là 10 trụ nè. 1, 10 trụ. 2, 3, 4, 5. Bên này 5 là 10 trụ nè. Dạ. Tôi lấy 1 mét rưỡi nè. Dạ. Phòng ngủ 3 mét nè. Dạ. Phòng ngủ 2, 3 mét nè. Phòng bếp 3 mét nè. 9 mét. Phòng khách 4 mét 2 nè. 94 là 12 mét rưỡi, 12 mét 2. Rồi, tới hiên 1 mét rưỡi nè. 12 với 13, 13 mét 7 hả? Đó. Còn đây mét rưỡi toilet này nè. À 13 mét 7 với toilet nữa. Đó, thành ra 16 mét 2 nè. 16 mét 2. Đó. Sớm chuẩn mét vuông hả? Dạ đúng rồi. Tổng cộng là 80 mét vuông. Để em nói được phần đổ nè. Cái phần đổ bắt đầu mình tính từ trục 3. Mình đổ tới trục 7. Dạ. Đó, là đổ xúc. Chỉ chưa là mình phòng khách. Chưa là phòng khách không? Và cái hiên là mình không đổ. Sát là mình làm sát mấy? Dạ, sát là mình làm sát 10 anh. Sát 10 hả? Sát 10 là sòn. Còn bố trí dành 14.
trầu 14 trên dưới như nhau. Đó, mà các cô nhà cô này là hai giường ngủ nè, trên này có một phòng ngủ nè, đây phòng ăn nè, đây là cái nhà khách sinh hoạt này. Cái thang là cầu thang để trước nè, dạ. Phòng khách bên cạnh bên hông, bên sát bên hông mấy phòng chạy lên là cái đũa là từ đây tới đây đó. Dạ. Nó le từ cái điểm trụ này, nó le ra trước này là 40 phân nữa, và để trang trí khu vực mà trước cầu thang. Dạ. Còn này là tôn. Dạ, kiểu gì hay mấy là đóng là phân luôn chứ hả? Dạ. Đây là móng trụ đó, bây giờ lại đang thi công móng trụ đó. Dạ, đang đổ em đổ đĩa đó. Dạ, em đưa một quay nào. Quý vị cũng đã thấy cái công trình này có một cái bản vẽ rất là hoàn chỉnh, nói chung là rất là chuyên nghiệp, giống như là một cái công trình mà lớn vậy, đúng không? Rồi anh có thể là nói luôn cái giá cả mà anh nhận để cho mọi người biết rõ hơn không? Dạ. Như cũng thưa anh, cái này chung là cô cháu cũng tình nghĩa đó. Nhà làm cũng là con của nhà đúng không? Dạ. Nếu ra mình làm thì mình cũng giúp cho cô là chủ, mình thử ra là mình chỉ lấy cái giá bình dân thôi. Dạ. Chứ còn nếu như mà thời buổi này mà nó không thể một cái giá như thế mà làm lên một căn nhà dạ, rất là khó khăn. Vật giá xét thép bây giờ nó rất là cao, cũng cao. Dạ. Bây giờ nhập anh thấy cả núi xét gì đó mà nó tiền ơi là tiền đó, rất đơn giản vấn đề không? Thử ra em đó, anh tính mức độ mà nó sắp xếp người vừa làm mà vừa giúp cho cô luôn. Dạ. Đó. Em chỉ lấy cô đây là xong, còn tiền nhà lấy cô 220. Chịu quá em đòi tay cho cô. Rồi đúng rồi, thì hôm bữa là Phi cũng có nói chuyện rồi. Dạ. Là anh đó là sẽ lấy cái giá là 220 triệu hoàn thành cái nhà cho cô. Dạ. Thì Phi cũng có tham khảo vài nơi, cũng có một số anh em nhận nhà, nhưng mà Phi cũng chọn lọc ra cái chỗ nào mà cái giá hợp lý, cũng như là giúp luôn cho chị Lệ quý vị cái giá cả cũng hợp lý nhất, thì Phi cũng chọn lọc ra, và cũng là người trong nhà của chị Lệ luôn, cũng là cháu của chị Lệ, cháu và con của chị Lệ. Rồi thì anh sẽ lấy cái giá hữu nghị nhất là 220 triệu, là có luôn cái gác lửng cho cô. Để chị Lệ là nói chung ở đây là bão lũ nó năm nào cũng có, nên có gác lửng thì sẽ tốt hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thì em gửi trước cho anh số tiền là 50 triệu ha. Dạ. Đây, số tiền 50 triệu em gửi trước cho anh nè. Dạ, em nhận. Dạ. Là để anh chi tiêu trước cái vật tư như sắt thép rồi sàn cát gì đó ha. Dạ. Thì cũng như là có được cái gì ta, kinh phí khởi đầu. Kinh phí khởi đầu với lại có cái động lực chứ. Dạ. Tưởng thằng nó nói vẫn có làm hay không rồi cũng sợ chứ, đúng không? Dạ. Là có gì đó rồi giúp đỡ cho chị Lệ rồi làm cái nhà cho nó ok rồi. Dạ. Nói chung gì lại là cũng rất là may mắn khi có một ông anh ở Thị Sĩ, ông cũng thấy được cái hoàn cảnh của chị cũng như là cái tấm lòng của chị, rồi ông anh mới giúp đỡ cho chị làm cái căn nhà này. Dạ. Rồi, thì hôm nay cũng rất là vui khi thấy mẹ con của chị Lệ là sắp có một cái căn nhà mới. Mấy hôm nay là chị có mừng không? Mừng ngủ không được luôn. Ngủ không được luôn hả? Rồi chị làm nhà rồi có ai có bất ngờ gì không? Có, ai cũng bất ngờ hết. Mấy anh trong miền Trang thấy quay lên nhá. Cái kèo đang nhà mình đang lùm cái chi mà múc đất lên nữa. Cái kèo lùm xây nhà. Cái kèo xây nhà cho em cái tiền đâu mà xây nhà sướng rồi. Thôi cái không ngờ là tiền đâu ra, cái kèo có cái anh ở bên nước ngoài kèo quen được anh mua ở nước ngoài sướng rồi. Kèo quen cái anh đó là bên chỗ chú Phi quay YouTube, anh giúp đỡ. Chứ không có thì em cũng bất ngờ ấy, khen em mừng quá vậy. Vậy thì cái căn nhà mình làm thi công tầm cỡ tháng rưỡi không anh? Dạ, nếu như mà thời tiết thì tại giờ tiếng thuận lợi thì chắc được tháng rưỡi. Tháng rưỡi là xong ha. Dạ. Nói chung là cũng cố gắng hoàn chỉnh trong cái mùa mưa bão sắp tới là được. Dạ. Rồi anh với lại đồng thợ thì cố gắng làm, rồi trong cái quá trình làm thì lâu lâu sẽ lên thăm. Dạ. Ví dụ số tiền lần đầu em gửi 50 triệu thì
ví dụ làm xong cái là đổ đổ sàn là em lên tiếp lần nữa em gửi thêm số tiền nữa. Yeah. Nên cái số tiền tiền đó là anh cũng đừng có lo sợ gì. Dạ. Yeah. Yeah. Anh cứ yên tâm mà làm. Yeah. Làm rồi quá trình em sẽ lên em sẽ trao thêm vài lần nữa. Yeah. Sau khi hoàn thành em sẽ trao hết luôn. Yeah. Ví dụ đổ gác á em lên em trao thêm lần nữa. Xong cái là em lên trao thêm lần nữa. Cái vấn đề ở đây mà anh em mình làm á thì cũng tin tưởng nhau thôi chứ không có vấn đề. Nói chung tiền thì anh có nhận đầy đủ lên rồi nên các anh cứ yên tâm làm. Dạ. Ha. Chứ cô mà dễ gì cô làm được một cái nhà đó. Dạ. Đúng rồi. Thì cô thì bản thân của chị tật nguyền đứa con ba đứa thì làm gì có đủ kinh phí mà xây được cái căn nhà như thế. Dạ. Đúng là cái này cũng là mơ ước. Mà ước cũng chưa xong. Rồi, nếu thôi cảm ơn anh ha. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Có gì rồi cố gắng. Dạ, dạ, dạ. Ok, chúng ta coi thử công trình thế nào ha. Cái này không? Canh canh là không có dây cái chấm xài cái nó vô chân thải cái bằng rủi rồi à, chấm vô chân thải bằng rủi đều theo bằng rủi ra theo bay à, sau này nó không cắn vào sát. Bây giờ mấy một bay này mới xong rồi đó, bây giờ là em chỉ có còn là em đổ cổ trụ xong em đang chuyền thôi. À, còn bay này nữa một bay, còn bay này chưa đã, bay này chưa cái này sau bao nhiêu ta? Dạ sau tầm lên tới kiền em có hơn mấy hàng hai mấy hàng cao hơn kiền. Dạ hơn mấy hai. Vì trước có cây vú sữa cho nên đó anh nào cây vú sữa làm mấy một ngày đó anh à, sẽ móc móc cho như mà nhân công người chắc cũng thua bứng cây vú sữa này hả? Dạ canh cái dây ra thôi mà đuổi rồi sau này giờ bê tông đi. Ủa người trước nó là hai trụ hả? Dạ hai trụ, hai trụ trước. Dạ ừ. Cái đó là khu vực của Hiên đó, Hiên là hai trụ đó, đây là diện tích mình đổ này từ đây ừ, từ đây tới là sao sao là đổ diện tích đâu tới cái trụ cuối nó là tới luôn cái trụ cuối nó đó hả? Dạ chú quay đã mỗi cho đã nắng nè. Dạ được rồi con vô nhà đi để nóng cái này mình thuê xe múc một lúc hết chứ anh hả? Dạ à, đất con này cũng đất cứng này không thể đào đâu, đất này đất núi phải không? Dạ ôi đất này phải thuê xe múc múc chứ còn đào là cũng rất là khó khăn. Xuống sai cái lùi cái sai lại cái dính luôn cái vô cái chân đi. Thấy chưa, thấy chân của chú Phi chưa? Chú Phi đi miết mà chú Phi bị bẩn chân rồi đó. Thấy không? Thấy tội không? Con thổi cho chú Phi đỡ đau nè, thổi cho chú Phi đỡ đau nè. Thổi đi. Thổi được không? Thổi cho chú Phi đau. Sợ quá hả? Rồi, thôi ok thì hôm nay cũng công trình nhà của chị Lệ thì cũng đang chuẩn bị là à, đang khởi công chắc tầm tháng đến tháng rưỡi nữa là cỡ tháng rưỡi nữa là xong lúc đó là có cái nhà mới cho bốn mẹ con chị Lệ ở thì rất là mừng quý vị. Thì bản thân Phi cũng thấy rất là khá là bất ngờ khi mà nhận được cái tin của anh Bình ở thị sĩ là anh giúp cho chị cái căn nhà thì Phi cũng rất là vui có được cái căn nhà che nắng che mưa. Khi cái căn nhà của chị, nhà cũ của chị thì cũng dột nát rồi cũng tàn lắm rồi. Dạ. Chị cũng không biết nói gì để cảm ơn anh Bình thị sĩ nhờ chú Phi diễn hộ là chị cũng rất là mừng. Mấy ngày qua được tin anh giúp cho chị mẹ con chị cái nhà ở là chị mừng mà ăn ngủ cũng không được, cứ mơ ước miết mà không tưởng tượng cái nhà ra làm sao. Mắc ngủ luôn á. Đúng rồi, quá là mừng. Mới mừng quá luôn, cũng tưởng tốn số là ông chi, tự nhiên bất ngờ cái đùng lên cái đi bán rau, miết ở chợ nên nó xây nhà, không biết xây nhà chi mà tiền đâu ra. Nên chị cũng kêu có cái anh nước ngùa, kêu của dân tới anh nước ngùa luôn sướng ghê. Cũng nhờ chỗ chú Phi cách nối mới quen biết ảnh cho tạo điều kiện có mình ảnh giúp
Thì em cũng không biết nói gì để cảm ơn anh Bình, thầy sĩ, và chúc gia đình anh luôn luôn mạnh khỏe, mang được gặp nhiều may mắn. Cảm ơn chú Phi rất nhiều. Nói chung là từ nay về sau là chắc là chị sẽ cảm ơn, còn cảm ơn nhiều nữa. Cảm ơn nhiều nhiều. Vì đã làm nhà mà. Rồi vậy thôi ha. Rồi có gì rồi mai mốt vậy em sẽ tranh thủ em lên lại. Rồi Phi cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm. Từ trước đến nay đã giúp đỡ cho bốn mẹ con chị Liệt, đặc biệt là anh Bình và thị sĩ đã tài trợ cho chị cái căn nhà trị giá là 220 triệu, một cái số tiền khá là lớn đối với mẹ con chị Liệt, quý vị, số tiền khá là lớn, thì rất là mừng cho chị. Rồi Phi cũng xin cầu chúc cho anh và mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. Tình hình cái căn nhà của bố mẹ con chị Lệ Phi sẽ tiếp tục cập nhật sau nha. Rồi Phi xin mến chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.